review với các bạn. Bây giờ là 4 giờ 15 phút chiều ngày 22 của tháng 11. Đường phố đông khủng khiếp. Này có một chiếc xe cảnh sát đang chở tù binh di chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác của quận Los Angeles. Đó, các bạn thấy không? Sẽ tải một cái đèn cảnh sát đó. Đó là những cái xe mà chở tù binh của cảnh sát. Và phía trước Andrew đây là freeway số 5 đi từ Los về. Như là freeway đó là freeway 710 tải. Freeway đó 710 nó đi về hướng cảng Long Beach, là một trong những cảng lớn nhất của Mỹ tại Los Angeles cũng như là quận Cam. Có anh bạn rất là đẹp trai nè, anh tên là anh Thông nè. Thông đang lái xe đó. Đấy. Xá là coi như là kẹt cứng cát luôn. Không có gì mà biết được hết á. Thông là lái xe đi đường suốt như vậy thấy làm sao? Chán không? Hả? Lái quen rồi hả? Để vợ ở nhà chờ cơm quen rồi phải không? Thông, các bạn anh Thông cũng như Andrew cũng phải đi làm. Chúng tôi vừa mới đi trên bãi đấu giá xe ở trên Los Angeles. Andrew có một cái nghề rất là hay, đó là có những chiếc xe mà Andrew có thể mua ở ngoài và đem vào trong đấu giá để bán. Và tất nhiên thì nó cũng giống như một cái lượng xe như vậy. Có những lúc thì cũng tâm sự với quý vị biết là có những lúc thị trường nó hot, mình có thể mua được nhiều chiếc xe và bán trung bình từ 200-300 chiếc ha. Thông ha, 200-300 đô một chiếc, hoặc là có khi có xe cũng có lúc được may mắn mà thị trường nó cần đó các bạn, thì họ có thể đấu lên 1-2 ngàn hơn cái giá mình mua. Ví dụ như mình có chừng cỡ 10 chiếc mỗi tuần hoặc là 20 chiếc mỗi tuần thì đó cũng là một cái công việc rất là bận rộn. Thông cũng là rất là bận rộn trong việc lái xe di chuyển. Các bạn biết là Covid thì gần như là đã không còn một cái mối lo sợ đối với Hoa Kỳ nữa, vì đã có vaccine cũng như là thuốc bồi thêm. Kinh tế của Hoa Kỳ bắt đầu quay trở lại và cuộc sống nhộn nhịp hơn. Không thấy nó nhộn nhịp hơn từ hồi trước Covid đúng không? Covid thì hôm trước Covid thì nó như thế nào? Trước Covid nó có đông gì không? Không, trước khi Covid lockdown. Trước hả? Trước đó, trước khi bị lockdown. Trước kia đông á, bây giờ nó dọn nhiệt lại. Trước kia cũng đông hả? Đúng rồi. Mà bây giờ đông hơn. Đông tại vì thành phần của những người thời gian mà họ bị lockdown các bạn, họ cũng rất là chán nản, cho nên họ cũng muốn đi ra đường, một phần đi làm công việc làm rồi, một phần là ở những nơi khác về Cali. Bữa nay mà mùa đông rồi, ở bên xứ lạnh đó, họ lạnh lắm rồi, cho nên họ về xứ ấm để mà nghỉ ngơi hoặc là đi du lịch đó. Thì cái sự đi lại của Cali mùa đông càng đông hơn. Giờ này bên này đang là 4 giờ rưỡi mà thời tiết ở cái khí hậu bên ngoài là bao nhiêu? Vẫn còn là 88 độ F các bạn, là tương đương với khoảng cỡ tầm 30-32 độ C. Cũng mát chứ không đến nỗi nóng. Quý vị thấy không? Làn lên là 1, 2, 3, 4 làn xe mà nó cứ ngắt à. Bumper to bumper nhít vậy đó. Mà đi nãy giờ là Andrew trên cái đường này từ Los Angeles về dưới quận Cam á, là chỉ có tầm khoảng 35 mile thôi, có nghĩa là khoảng 50 cây số. Và nhít cây nhít như nè,
đi nửa tiếng đồng hồ rồi đi được cũng tầm có khoảng có 5 cây số ha, 2-3 mai chén chân như bạn thôi. Rồi cập nhật cho quý vị biết chút xíu tình hình của xe cộ Los Angeles, nào là xe rồi nào là lớp tàu thuyền rồi lớp xe tải rồi lớp xe nhỏ rồi lớp người đi làm về lớp người đi bắt đầu đi làm rút trang sở lúc con đi học. Ta nói trong đó có mấy ông đi đấu giá như tôi nữa, lên xuống rất là bận rộn. Chào các bạn nha, chúc một đêm vui vẻ.